Ngày 22 tháng 7, Trung tâm An ninh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết, trên chuyến bay từ Đà Nẵng đi Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21 tháng 7, một hành khách tung tin có lựu đạn trong vali khiến chuyến bay phải tạm hoãn để xác minh sự việc. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 21 tháng 7 trên chuyến bay VN131 từ Đà Nẵng đi Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình làm thủ tục cho khách lên máy bay ở bến số 28, hành khách 36 tuổi, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngồi ghế số 28E đã tung tin có lựu đạn trong vali trên máy bay. Ngay sau đó, tiếp viên chuyến bay đã báo cáo vụ việc cho trực ban Trung tâm An ninh Hàng không, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Nhận được tin báo, các cơ quan liên quan đã có mặt tái kiểm tra an ninh với toàn bộ hành khách, hành lý, hàng hóa trên chuyến bay, lục soát tàu máy và lục soát an ninh hàng không với người, hành lý của hành khách nói có lựu đạn. Sau khoảng 30 phút tìm kiếm, không phát hiện vật phẩm nguy hiểm, chất cấm, chất nổ trên người và hành lý mang theo của hành khách, Cảng vụ hàng không miền Trung đã thống nhất với đại diện hãng hàng không Vietnam Airlines phát lệnh đưa khách trở lại máy bay. Chuyến bay VN131 sau đó khởi hành lại lúc 17 giờ 15 phút chiều cùng ngày, chậm hơn 50 phút so với dự kiến. Hành khách tuyên bố có lựu đạn, sau đó được bàn giao cho Cảng vụ hàng không miền Trung xử lý. Theo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành vi tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có súng, đạn, bom mìn, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa mà chưa gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng và chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng. Với hành vi tung tin hoặc cung cấp sai thông tin về việc có súng, đạn, bom mìn, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hoạt động hàng không dân dụng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt tiền từ 15 đến 20 triệu đồng. Mức phạt tiền sẽ tăng lên từ 20 đến 30 triệu đồng với người tung tin hoặc cung cấp thông tin sai về việc có súng, đạn, bom mìn, vật liệu nổ, chất phóng xạ, vũ khí sinh hóa học hoặc các thông tin khác có thể gây uy hiếp an toàn của tàu bay, đang bay, người trên máy bay đang bay. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Xu hướng thực phẩm an toàn có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường trở nên phổ biến và trở thành xu hướng tiêu dùng hiện đại. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư mạnh hơn vào khâu chế biến, đa dạng hóa xuất khẩu, liên kết với nhau tạo thành phong trào sản xuất nông sản hữu cơ và phát triển rộng khắp trên cả nước. Mặc dù vậy, để có thể đưa các sản phẩm sạch và an toàn đến tay người tiêu dùng thì vẫn đang là một bài toán khó mà các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã đang có các sản phẩm ô cốp phải đối mặt. 7 năm nghiên cứu tạo ra 20 sản phẩm giò chả sạch các loại, hoàn toàn không chất phụ gia. Thương hiệu Koha Food đã đạt ô cốp 3 sao của tỉnh Đồng Nai. Người sáng lập cho biết mặc dù có thế mạnh về kỹ thuật, nhưng để sản phẩm đưa đến tay người tiêu dùng thì lại cần một đội ngũ kinh doanh. Tuy nhiên vì chi phí cho đội ngũ này lại chưa có nhiều. Xưởng sản xuất của mình đã có những cái kênh cửa hàng bán trực tiếp, bán online. Bán online thì dựa vào là Facebook cá nhân, Zalo cá nhân, fanpage. Cái thế mạnh của bản thân là khối ngành kỹ thuật. Đó là vừa là thế mạnh và vừa là điểm yếu. Tại vì là khi mà đưa cái sản phẩm ra thị trường thì lại cần một cái đội ngũ về kinh tế, về quản trị kinh doanh, về marketing là khối ngành kinh tế. Thì mình lại cũng không có cái thế mạnh đó. Nhưng mà nếu như mà được cái đội ngũ đó thì mình lại bị một cái khó khăn, đó là về mặt tài chính. Chính vì vậy mà bản thân đang cố gắng tự tận dụng cái nội lực của bản thân để mà giới thiệu cái sản phẩm đó. Đã có nhiều hoạt động đưa nông sản Việt đến với người tiêu dùng, tạo cơ hội quảng bá, giới thiệu sản phẩm có chất lượng đến với người dân, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các thị trường mới. Việt Nam đang và sẽ có một số yếu tố thuận lợi như thu nhập của người tiêu dùng tăng cao, sẽ có sự chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn, sẵn sàng chi trả cao hơn để có được những sản phẩm yên tâm về chất lượng, tốt cho sức khỏe, nên sản xuất phát triển cả về chất lượng, số lượng và phong phú về chủng loại, thân thiện với môi trường. Các kênh phân phối cũng đang được phát triển đa dạng và hiện đại. Doanh nghiệp muốn đưa sản phẩm của mình tới người tiêu dùng nhanh nhất thì bây giờ phải làm đồng bộ 3 giải pháp. Giải pháp thứ nhất là bắt buộc phải chạy marketing trên các nền tảng số chứ không phải một nền tảng là phải chạy. Đồng thời bán hàng, tức là vừa bán hàng nhưng mà cũng vừa marketing truyền thông. Thứ hai là phải triển khai ngay các cộng tác viên và các điểm bán offline. Đấy, và cái
Điểm cái việc thứ ba là gì? Cái việc thứ ba là phải cố gắng gọi là hợp tác với những đơn vị mà phát triển về sản phẩm khoa công nghệ để tạo ra những cái sản phẩm nó có lợi thế đặc biệt riêng thì nó sẽ rất lợi thế vào thị trường. Chúng ta phải nghĩ nông nghiệp Việt Nam là một cái nền nông nghiệp mà đang đi theo hướng là phát triển hiện đại, bền vững và hội nhập. Thì tôi muốn là các doanh nghiệp về nông nghiệp Việt Nam ấy, mình thực sự là mình tự tin, mình phải thể hiện được cái đẳng cấp của nông nghiệp Việt Nam, và chúng ta trong tương lai cũng sẽ có những cái sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường quốc tế. Thì để mà làm được những cái việc sau này, ví dụ như là về marketing, về quản trị, về truyền thông, về bao bì, thì các doanh nghiệp cần phải có một cái sự tự tin, và mình phải tin rằng là mặc dù trong lĩnh vực nông nghiệp chúng ta đang còn yếu kém, nhưng mà trong cái thời gian tới ấy, thì chúng ta có thể phát triển rất là mạnh, và chúng ta có thể nhân được cái số lượng sản phẩm cũng như là đẩy được cái doanh thu của doanh nghiệp của mình, và cũng đưa cái cơ cấu của ngành nông nghiệp nó sẽ tăng lên, đóng góp vào cái tổng GDP của cả nước. Đặc biệt hiện nay, ngày càng có nhiều người tiêu dùng lựa chọn thương mại điện tử là kênh mua sắm thường xuyên bởi sự tiện ích nhiều mặt. Doanh nghiệp cần nắm bắt xu hướng, có giải pháp tiếp cận các kênh thương mại điện tử và cần triển khai đa kênh để tạo nhiều điểm chạm với khách hàng. Thưa quý vị, công nghiệp hóa chất là ngành kinh tế có vị trí quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng phát triển, hóa chất cũng là ngành tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp, nhiều địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra để tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó với sự cố hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn. Và sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chuyên sản xuất và kinh doanh các loại sản phẩm thép, tùy theo mỗi công đoạn mà doanh nghiệp này sử dụng số hóa chất phù hợp để cho ra thành phẩm. Đảm bảo an toàn trong quá trình bảo quản, sử dụng hóa chất, công ty đã ban hành các quy định cụ thể từ khâu xuất nhập nguyên liệu, theo dõi quá trình sử dụng, kiểm tra lượng tồn kho. Nhân viên doanh nghiệp còn thường xuyên được tập huấn nâng cao năng lực phản ứng khi sự cố xảy ra. CSVC kiểm soát dữ liệu hóa chất theo hệ thống ERP, lưu trữ tất cả dữ liệu hóa chất, bao gồm hóa đơn đầu vào đầu ra tồn kho. Đến kỳ, chúng tôi mời Sở Công Thương đến kiểm tra đánh giá buổi diễn tập nhằm tiếp thu các ý kiến về cách cải thiện kỹ năng ứng phó sự cố khẩn cấp hóa chất. Hoạt động trong lĩnh vực thuộc sơ chế da, sơ chế và nhuộm da lông thú là ngành sử dụng nhiều hóa chất, nên công tác quản lý, bố trí nguồn nhân lực được doanh nghiệp này chú trọng. Các loại hóa chất của công ty chúng tôi chủ yếu được nhập khẩu và đều tuân thủ các quy định của nhà nước. Ngoài ra, Sở Công Thương tỉnh cũng thường xuyên hướng dẫn và chỉ đạo cho chúng tôi về lĩnh vực này. Nên việc thanh tra lần này cũng nhằm mục đích để chúng tôi làm tốt hơn. Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có khoảng 30 doanh nghiệp sản xuất hóa chất công nghiệp và hàng trăm doanh nghiệp sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất như dệt, may mặc, da và giả da. Trong đợt kiểm tra vừa qua, nhiều doanh nghiệp đã chủ động rà soát, tuân thủ nghiêm quy định pháp luật trong quản lý hóa chất. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp phát sinh các tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong lưu giữ, bảo quản, vận chuyển hóa chất. Đoàn đã hướng dẫn các doanh nghiệp khắc phục những tồn tại, hạn chế như xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất, bố trí kho chứa chất thải. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tăng cường hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức tập huấn an toàn hóa chất cho các đối tượng theo quy định, thường xuyên thực hiện công tác thanh kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động hóa chất.